Hello, Hiếu xin chào mọi người ha. Hôm nay là sáng thứ 6. Chúc mọi người, cô dì, chú bác được sức khỏe dồi dào ha. Hôm nay là cái máy Panasonic EZ7880 nè. EZ7880, cái ban bịch là như thế này. Tôi sẽ bóc cò cho anh em xem ha. Đây, tay tôi bóc cò nè. Đó, thấy không? Đó, đó, nó bị như vậy ha. Rồi, nó sẽ có hai trường hợp bị như thế này, và một cái kiểu nữa là chạy nhưng mà đang chạy mạnh chuyển sang chạy yếu. Thì bây giờ Hiếu sẽ nói về cái trường hợp là nguyên zin. Thí dụ như một cái máy nguyên zin ha, không vít lỗi, không chế cháo gì hết ha, cục pin cũng là cục pin zin, mà nếu anh em bóp cò nó chạy nha, nó có chạy nhưng mà đang chạy mạnh xong chuyển sang chạy yếu thì hết 80%, 80 hoặc 90% là cái mặt chân. Cái mặt chân là cái mặt như thế này nè anh em, Hiếu hay gọi là mặt chân ha. Đó là bị mặt chân, là hư mặt chân. Đó là như vậy ha. Thì nếu mà anh em kiếm được cùng đời á, cùng mặt chân đó, anh em gánh vô là Hiếu bảo đảm 100% là sẽ hết. Rồi, hoặc là thêm một cái trường hợp là mặt cũng là mặt nhưng mà là mặt của cục pin. Thì bằng cách nào thì anh em có thể lấy cái cục pin đó, bắt buộc anh em phải thử qua máy khác. Nếu mà cục pin đó thử qua máy khác, máy chạy ok hết ha, cũng là đời có chuỗi than ha, thì mình loại trừ cục pin ra. Còn nếu mà cục pin bỏ máy khác mà cũng gặp tình trạng chạy đang chạy mạnh, cái nó chuyển sang yếu, sau 3 giây chuyển sang yếu, thì lúc đó mình sẽ không nghĩ đến cái mặt chân của máy nữa, mà là mình sẽ phải làm cục pin nó hoàn hảo trước thì mới được anh em ha. Đó là cái cách đánh bịch. Rồi cái đó là cái phiên bản mà nguyên zin. Còn cái trường hợp mà là như trường hợp này nè, là trường hợp chế cháo banh tròng tà lồng ha. Là đầu tiên là ít lỗi cho nó chạy về hai chân âm dương ha, nó chỉ có chạy hai chân âm dương, nó không còn mặt chân nữa, thì bởi vậy nên nó mới không có điều tốc anh em, và nó bị trường hợp như thế này thì hết 99,9% luôn. Là anh em nhớ ha, là cái trường hợp y chang như thế này ha. Bóp chạy miệng thả ra mà nó không chạy, bóp miệng không chạy, và mình mồi cho nó nè, Hiếu mồi cho nó ha nè, Hiếu nhấp nè đó, thì lại chạy đúng không? Thì trường hợp này thì 99,99999% luôn là nó là bị pin ha, không cần bàn cãi nữa. Nhiều khi anh em lấy cục pin ra, anh em bỏ gì, anh em kẹp nguồn qua một cái thiết bị gì đó, nó vẫn chạy, nó vẫn sáng, nó vẫn này nọ ok, nhưng mà cái đó không phải là pin mình ok đâu. Có nghĩa trường hợp này là trường hợp cục pin, là cái mặt đó, mặt của pin không đủ dòng xả ha, không đủ cái dòng xả cho cái máy. Tại sao mà bị như vậy? Tại vì cái máy của mình khi mà mình bỏ đi cái chế độ bỏ đi cái máy phiên bản zin, mình chỉ có chạy 2 trên 5 dương, có nghĩa là mình cứ kẹp nguồn vô motor mà là motor nó chạy thôi đó. Còn công tắc này chỉ là công tắc tiếp điện để nguồn nó xuất ra để cho motor nó chạy, thì lúc đó mình sẽ không còn cái mặt bảo vệ của mặt bảo vệ, hoặc là cũng gọi là mặt khởi động, hoặc là cũng có thể nói là rờ le khởi động, rồi hoặc là cũng có thể nói là rất là nhiều kiểu để nói lắm. Thì cái mặt chân của mình á mà mình bỏ đi rồi á, ở trong cái mặt này á, nó làm nhiệm vụ rất nhiều nha anh em. Đó thì bắt buộc là nó không còn khởi động nữa, và nó khởi động trực tiếp qua cục pin, mà cục pin thì lại mình phải bảo vệ qua cái mặt, mà cái mặt á mà không đủ dòng xạ cho cái máy thì nó sẽ có triệu chứng như thế này thôi. Có nhiều trường hợp bóp nó không chạy luôn đó, thì anh em sẽ quay sang anh em kêu là hư mặt. Thì Hiếu nói đây không phải nó hư mặt anh em. Thí dụ như thông thường thầy thợ bây giờ, kể cả Hiếu nữa, là đóng cái cục pin mà không phải cho Bana, cứ đóng pin từ 6S cho đến 10S ha, 6S cho đến 10S trở lên thì thông thường là đều sử dụng mặt 10S đa năng. Thì cái 10S đa năng, mặt 10S đa năng đó thì cái thông số kỹ thuật của người bán ra đó, thì họ sẽ nói là xả 85A, nhưng mà anh em không biết chính xác được đâu, chưa chắc gì nó xả 85A, hoặc là xả 85A tức thời, có nghĩa là xả khởi động á, dòng xả khởi động á là tức thời. Nhưng mà anh em phải nên nhớ là phải cho sai sót anh em ha, có thể sai sót 5 hoặc đến 10, hoặc là có thể là nó có thể xả được 95, hoặc là nó có chỉ có thể xả được 75, có cái độ sai sót trong đó nha anh em.
thì có nhiều trường hợp anh em thay mặt vô nó khởi động được đó, có nghĩa là bởi vậy đó cái độ sai sót của nó, cái mặt đó thì vừa đủ 85 ma, có mặt đó thì chỉ có 75 ma, có mặt thì lên tới 95 ma. Nên là anh em thay hết mặt này mặt kia, rồi anh em mua của người này khác, mua của người kia khác, đó rõ rồi về rồi gánh tự nhiên gánh cho được, thì anh em kêu hư mặt thì không đúng, cái mặt của nó có độ sai sót. Và thông thường nếu mà bị trường hợp như thế này nè, nó cấn ngay vô trong cái thế là bị khởi động được nhưng mà không nổi á, có nghĩa là vẫn chạy nhưng mà không đủ để hoạt động cái máy, thì mình không nên là đi lựa mạch làm gì. Anh em lựa mạch mà không lẽ giờ ngồi mà lựa 100 cái mạch ra để xem cái mạch nào chạy được, dù cho có cái mạch nào mà chạy được thì nó cũng sẽ là ngay vô, nó vô ngay cái ngưỡng mà lúc nào cũng gọi là báo động đỏ, có nghĩa là cái mạch nó xả 85 ma và cái máy mình xả 86 a, đúng không? Đó, nó lúc nào nó cũng ngay vô cái ngưỡng đó thì cái mạch mình nó sẽ cũng không có bền anh em ha. Đó là như vậy. Rồi bây giờ cái cách xử lý nè, nó có 3 cách xử lý, nhưng mà Hiếu thì lúc nào anh em cũng biết cái tính của Hiếu là máy rất nhiều, lúc nào cũng muốn trở về nguyên zin anh em ha. Đó, còn nếu mà xử lý theo kiểu mà cho chạy được á, thì rất đơn giản anh em ha. Anh em chỉ cần tháo cái cục pin này ra, thay vì á cái dòng xả đang là xả qua mạch, đúng không? Anh em bỏ cái dòng xả qua mạch đi, anh em kiếm hai chân B trừ và B cộng của cái khối pin đó, anh em cho nó xả qua ngay chỗ đó là nó sẽ xả được thôi, đó là 100%. Cái đó là cách mà Hiếu bảo đảm luôn, là rất nhiều anh em thầy thợ là làm kiểu đó. Còn riêng Hiếu thì Hiếu lại loại trừ ngay đầu tiên, mặc dù là cái máy này nè là Hiếu đã làm cho khách về 200 dương, và chính đích thân cục pin này Hiếu cũng đóng nè ha, nhưng mà chẳng qua là do anh khách thôi, Hiếu tư vấn rồi mà anh khách không chịu đó, chứ không phải là Hiếu không muốn ha, tại vì máy này máy của khách. Nhưng bây giờ nè, bây giờ thì lại khác ha, bây giờ Hiếu đã mua lại được của anh khách rồi ha. Đó, Hiếu mua lại của anh khách rồi, và Hiếu sẽ làm cái phương án thứ ba là trở về zin. Nhưng mà nếu mà trở về zin thì kiếm cái mặt chanh của cái máy này đâu ra có, đúng không? Thì Hiếu sẽ kiếm mặt chanh của kiếm nguyên một cái bộ cùm công tắc kèm thêm mặt chanh của một cái máy nào đó, thí dụ như máy này 28V mà mình đi kiếm cái mạch 14V, mình xài 14V thì nó là yếu quá, cái máy to đùng cá ngựa, đúng không? Đó, thì Hiếu mới kiếm được cái máy là 18V. Đó, thì anh em mà nếu mà theo dõi video Hiếu nhiều rồi thì anh em chắc còn nhớ được cái bộ xác này chứ, đúng không? Bộ xác mà Hiếu nói là dập vỏ tùm lum tà la đó, nhưng mà bộ công tắc này vẫn còn ok nha anh em, chạy 18V cũng là bê tông, nó khoanh rầm luôn. Đó, thì mình chỉ cần kéo dây dài ra, cứ dây dài làm sao mà rác vô được là được ha. Đó là cái cách Hiếu làm là sẽ là như vậy. Hên lắm anh em, Hiếu sẽ nhớ Hiếu bán cái bộ cò này rồi, là anh khách cứ kêu là bán cho anh đi, anh chỉ lấy cái gì trong đây nè. Cái Hiếu với cái trời sao phí quá anh. Trong khi đó Hiếu bán là 350.000 đó anh em, là cái bộ này nè. Đó, xong cái anh muốn cứu cái cây mà 7552 mà bu lông banana anh em. Đó là Hiếu với kêu ổng, nếu mà vậy thì để hôm nào em kiếm được cái đúng cái phiên bản của nó hay này nọ đi thì nó đỡ tốn tiền cho anh hơn, và cái bộ này nó giá trị như vậy đó, nhiều khi còn làm được nhiều việc khác đó, cũng hên Hiếu giữ lại ha. Hiếu giữ lại nên bây giờ thì sẽ làm cho em nó. Thì Hiếu đã từng làm một máy rồi anh em, là Hiếu làm để cho Hiếu xài đó, Hiếu làm cây của Hiếu, nhưng mà có một anh khách thì anh kêu là bán cái cây đó cho anh ấy, có nghĩa là anh cứ thích là mua cái đồ nào mà của Hiếu xài đấy đó, thì nói tới nói lui thì cuối cùng thì cũng bán luôn. Nên bây giờ Hiếu mới thu lại của anh khách này nè, để Hiếu lại làm cái máy cho Hiếu. Thì lúc nào Hiếu cũng cần phải có một cái bộ đồ nghề ha, tại vì Hiếu cũng làm lên tinh lăng tang lắm, đi ráp máy lạnh này nọ đó, cũng phải cần có mấy khoang bê tông rồi đóng vào cái hộp gỗ. Nói chung là Hiếu cũng làm nhiều việc lắm anh em, chứ không chỉ đơn thuần là làm cái nghề con pin này không đâu ha. Con pin này thì chưa đủ để nuôi sống vợ con đâu, nói thẳng là vậy. Rồi thì cái cách xử lý của Hiếu á, là Hiếu sẽ chọn phương án thứ ba ha, là Hiếu sẽ đưa nguyên cái bộ cùm này vô ha. Đó, nối dây dài ra là cuối cùng mình sẽ có cái máy là đích thị là chạy 18V, chỉ chạy 18V thôi, đừng có cố mà đưa pin lên đóng 28V nhét vào kia. Hiếu tin chắc một điều, nếu mà đóng đúng 28V bỏ vô nó vẫn chạy đó, nhưng mà nó sẽ không bền. Cả cái bo mạch này nó sản xuất ra là của cái máy Panasonic EZ78A1, nó chỉ có cho chạy 14 và 18 thôi, mà anh em quất vô 28 thì bảo đảm cái bo mạch này sẽ chịu không nổi đâu ha anh em ha. Đó là như vậy, nên là anh em đừng có lên chi với lại 18V, nó đối với Hiếu xài dư rồi anh em, thật sự là như vậy á. Đi ví dụ như ráp cái máy lạnh khoan có 4 lỗ để bắt dành lạnh,
còn nóng cục nóng thì khoảng 10 lỗ. Cái cặp ke mỗi bên nó có 5, có loại ke thì 4, có loại ke 5. Ví dụ như bắt con hai ngựa thì mỗi bên 5 là 10, 10 với thêm cái dàn lặn là 4 con nữa là 14 ha. Là khoan mấy cái này là rầm rầm, hoặc là nghề điện nước nè, đi khi đi rắc thiết bị nè, trời ơi 18V xài sướng. Vốn chỉ cái họ sản xuất những cái máy này ra là khoan đã sướng rồi, xài rất sướng rồi, ra cái hệ này nữa. Rồi còn Hiếu nói cái cách nói chung là cách đầu tiên là sẽ kéo hai chân âm dương của cục pin ra cho nó xả trực tiếp qua, trực tiếp qua pin, còn sạc thì vẫn cứ sạc qua qua adapter anh em, sạc qua adapter là vẫn dưới cái mặt đó để mình có cái sạc qua adapter, còn xả thì mình sạc tiếp qua pin. Đó là cái cách mà rất nhiều người thầy thợ làm, nhưng mà thầy thợ lại khi bán máy thầy thợ lại không nói cho anh em biết, bởi vì lý do nếu nói thì anh em giống như Hiếu, Hiếu nói là bảo đảm anh em sẽ không chịu đâu. Vì lý do nếu mà anh em xài kiểu đó, cái ngưỡng pin của mình, cái pin của mình rất mau hư. Vì lý do ha, ví dụ như cái cell pin, cái độ cầm maximum của nó là 4V2, một cell ha, Hiếu tính một cell 4V2, nó sẽ cho mình xả xuống còn tầm khoảng là 2V8 ha. 2V8 là cái ngưỡng đó, là ngưỡng báo động đỏ, không được quyền xả xuống nữa. Xả xuống nữa thì nó sẽ bị tụt, tụt dưới cái app cho phép thì nó sẽ tụt. Anh em quên mà không sạc lại ha, anh em quên mà không sạc lại thôi là nó sẽ tụt dần, nó cạn kiệt pin là sẽ chết luôn, chết cả pin luôn. Đó là như vậy. Thì khi mà mình kéo hai chân âm dương ra là nó sẽ bị như vậy đó. Rồi nói chung Hiếu cũng giao lưu nhiều lắm, cũng có anh em thầy thợ giao lưu trong cái Hiếu mới nói chứ vậy anh bán anh phải nói cho khách biết, chứ để cho khách biết đường mà sạc pin chứ. Cái anh thầy đó anh mới quay sang anh kêu trời ơi, người ta thấy yếu là người ta biết đi sạc liền. Nói vậy sai rồi anh em, nhưng mà thôi, tại vì giao lưu mà thì thôi, cái công chuyện của anh làm theo kiểu của bên anh thì anh cứ làm vậy đi. Riêng bên Hiếu thì không bao giờ làm vậy ha. Còn anh em muốn làm vậy thì Hiếu sẽ nói đó, Hiếu nói đó, anh em chấp nhận thì Hiếu mới làm. Đó là làm cho anh em chứ không phải là làm cho Hiếu không. Còn riêng Hiếu thì không bao giờ Hiếu làm điều đó ha. Máy nếu mà đã về tay Hiếu rồi thì không bao giờ Hiếu làm cái điều mà kéo hai chân âm dương ra mà để cho nó xả kiểu đó. Mặc dù là Hiếu là thầy thợ, Hiếu biết đấy, khi cái nào cái ngưỡng pin nó tụt đó, hoặc là chế thêm một cái báo pin đây Hiếu biết luôn á, nhưng mà nó cái độ rủi ro nó có, nên là Hiếu sẽ không làm điều đó đâu. Hiếu sẽ nhất định là phải cho nó cũng là không còn zin nữa, nhưng mà nó sẽ là zin theo kiểu 18V. Hiếu sẽ đóng cho em nó một cái mặt L80, mặt thay thế thì mình có thể nhận sạc L80 đóng 18V. Mà nó cái lợi ha, Hiếu đang nói là cái làm theo kiểu của Hiếu á, cái nhược điểm là gì? Nhược điểm là máy 28V mà bây giờ tự nhiên xuống còn có 18V thì nó hơi phí đúng không anh em? Đúng là cái đó là một cái nhược điểm. Còn cái ưu điểm là gì? Ưu điểm nếu mà làm theo kiểu Hiếu á, cái pin của mình đóng nó sẽ có dung lượng gấp 3 lên, có nghĩa là 3P á, cái khối pin này nè, mình có thể đóng được là 15 cell pin, đóng 18V nữa, có nghĩa là 5S3P. Mà 5S3P anh em sẽ lợi được là dòng xả của pin cũng như là dung lượng của pin nó sẽ trâu bò hơn. Và cái ưu điểm thêm nữa, cái máy này nó đang chạy 28V mà mình hạ xuống còn 21V thì đời nào mà nó bị công suất mà quá tải hay là ro to cháy hay là linh tinh còn nhiều lắm ha. Riêng về cái bộ động cơ này chưa tính bộ cò ha, mình hạ xuống 18V thì mình xài thêm thu luôn. Và cái máy này Hiếu chấm điểm là tại hồi đợt Hiếu cho về 25 dương cho anh khách mà, Hiếu chấm điểm rồi, cái bộ than của nó ha, than zin luôn, còn tầm khoảng là 95% trở lên là than zin. Bây giờ còn hạ tải nữa thì xài rất sướng anh em ha. Đó, cái đó là rồi video hôm nay Hiếu muốn chia sẻ cho anh em cái ưu điểm cũng như cái nhược điểm, hoặc là khi anh em mua máy anh em phải biết máy zin hay không zin, rồi sạc adapter hay là sạc zin. Nào cũng có kiểu sạc adapter, có nghĩa là cũng là 28V nhưng mà cũng là mạch zin, xài máy zin, nhưng mà có khách thì thích xài adapter thì sẽ mấy anh thợ sẽ ghép lên mạch adapter. Đó là vẫn là theo phiên bản zin ha. Còn có người thì lại fit
cái lỗi là câu 145 ha, đó là như vậy đó, 38 gì đó lung tung sàn ngầu, câu câu linh tinh lên đó để chỉ có chạy 2/5 dương. Thì khi đóng chạy kiểu đó thì bắt buộc anh em phải có một cái mạch khác chứ không phải là mạch zin nữa. Chứ nếu mà anh em mà để mạch zin anh em xài thì nó lại rơi vô cái trường hợp là pin nó xả cạn kiệt luôn. Đó, nó xả mà anh em không biết đâu, nó xả dòng thứ 28V mà nó chạy xuống còn 10 14V, anh em vẫn cứ để vậy, anh em vẫn thấy nó chạy, cái anh em kêu thợ đóng pin hay quá, pin tốt quá, xài hoài không hết pin, cái đó là chết nha anh em. Xài hoài không hết pin cũng có trường hợp, ví dụ như đóng pin có dung lượng cao, pin xịt, pin BTC rồi Samsung này nọ đó thì cũng có, nhưng mà anh em phải biết được là khi máy nó yếu đi vào cái ngưỡng đó là anh em phải biết ha, chứ anh em đừng có thấy xài như vậy mà anh em khoái là nó hư pin anh em, nó ăn no mà đi đóng pin, bảo hành pin rồi đi sửa pin này nọ là chết anh em ha. Đó là như vậy. Rồi còn cái gì nữa ta, để hiểu sẽ nhớ. Thì cái cách thức mà làm á thì chắc Hiếu sẽ không quay ha, Hiếu chỉ nói cho anh em biết là cái ban bịch mà thông thường, mà không chỉ riêng về Bana ha, chẳng hạn như mấy cái máy tiêu ti hay gì mà vốn dĩ nó chỉ có 2/5 dương để chạy á, xong cái anh em đóng cái pin vô rồi anh em bóp cò, nhất là những anh em thầy thợ mà mới vào nghề, hoặc là những chú bác, hoặc là những anh em mà thuộc dạng như là hay coi video thấy người ta làm sao rồi mình làm y chang vậy á, mà tại sao người ta làm nó chạy mình làm không chạy, thì dễ bị cánh lấn cánh cái vòng luẩn quẩn này lắm đó. Nên là Hiếu mới làm video này, Hiếu chia sẻ cho anh em biết là cái ban bịch này là cái ban bịch nó rất là dễ xử lý ha. Nó có nghĩa là mình biết được cái bệnh đó, nhắm mắt cũng biết được cái bệnh đó là do cái mạch, nhưng mà không phải là cái mạch nó hư ha, cái mạch nó không có hư anh em ha, chẳng qua là nó không phù hợp thôi. Ví dụ như cái mạch này mà anh em kiếm một cái máy khác có dòng xả thấp nó vẫn chạy rầm rầm anh em, cái đó là do là mạch không phù hợp. Mà bây giờ anh em kiếm cái mạch nào cho phù hợp thì lại không có ha. Đó có nghĩa là mình đã phá đi cái chân 2/5 dương, nó không còn dòng khởi động ha. Còn nếu mà nói về cái khởi động thì Hiếu sẽ chia sẻ thêm như thế này nè. Từ nãy giờ là Hiếu chỉ nói cái phương án đầu tiên là kéo 2/5 dương đúng không, rồi phương án thứ ba là phương án cuối cùng là Hiếu sẽ làm là thấy cái này đúng không, rồi phương án thứ hai là cái này nè, rất là thú vị anh em ha. Khi mà nếu mà anh em muốn chế cháo, nếu mà đồ của anh em muốn chế cháo vấn đề im hiện trạng như thế này nè ha, vấn đề im hiện trạng như vậy không cần phải sửa pin không gì hết, nhưng với điều kiện là cái máy của mình cái học nó phải to ha. Ví dụ như Hiếu đoán là cái học này cũng còn rộng thanh thang lắm, anh em sẽ lên trên mạng anh em đặt giúp Hiếu cái con này gọi là con rơ le khởi động ha, mà nhớ là DC ha. Và đó thì mình mua cái mặt 85A mà nó xả không nổi thì bắt buộc anh em phải đi kiếm cái cục rơ le, cái con rơ le đó bèo lắm là phải 100A cho đến 125A hoặc là 120A, thì con rơ le đó cũng rẻ tiền lắm anh em, nó 40-50 ngàn gì à đó. Rồi nhớ là 24V trở lên ha, 24V trở lên chứ không phải mua 12V. Có nghĩa là mình này là đóng 6S nè, cái này Hiếu đang đóng 6S cho cái máy này luôn đó, thì mình sẽ chọn vô đúng cái con rơ le đó. Hay là nói như thế này thì cho anh em dễ hiểu nè, anh em chắc cũng biết về cái xe máy đúng không, chẳng hạn như cái thời mà những cái đời mà xe rim, xe quay, xe số ha, thì anh em thấy từ một cái bình ắc quy nó sẽ kéo ra một cái cục sạc ha. Bỏ cục sạc đi, nói chung là bây giờ cái xe máy của mình làm sao mà đề được không, anh em đừng có tưởng là lê bình ắc quy xong cái kẹp vô rồi kẹp ra cái motor đề là đề, không đề nổi anh em ha. Cái motor đề nó chỉ có nhiêu đây thôi, mà nó phải tải nguyên một cái bánh nồi của cái xe máy mình, thay vì mình đạp thì bây giờ đề mình muốn đề thì mình cái motor nó phải rất là khỏe để quay được cái bánh đạp, nó quay nguyên một cái dàn hơi trong đó nó rất là nặng, là tải rất cao thì không thể nào mà bấm đề nổi ha. Thì anh em sẽ biết là trong đó nó sẽ mấy anh em thợ sửa xe thì sẽ nói cái con đó là con cốc đề đúng không, hoặc là có người thì nói là con cụ đề ha. Còn nói chung anh em muốn nói kiểu gì kiểu miễn sao anh em hiểu được cái cục đó là cái cục rơ le khởi động ha, nó sẽ bình ắc quy của mình sẽ truyền qua cục đó, rồi cục đó nó mới truyền qua cái motor để cho nó có xả ra được một cái dòng khởi động cao ha. Tùy theo cái mình mua cái con đó là khởi động bao nhiêu để phù hợp với cái xe máy ha. Còn mình muốn để khởi động cho phanh pin thì
mình sẽ kiếm cái con rờ le đó khởi động cho nó phù hợp đúng với cái thông số anh em muốn biết chính xác á, như thế này nè. À, bây giờ Hiểu sẽ kiếm một cái khu pin là 6S. Bây giờ 6S thì Hiểu không có rồi, thì giả dụ đi ha. Bây giờ Hiểu sẽ lấy khu pin như thế này để mình biết cái máy này nó sẽ xả bao nhiêu, đúng không? Thì sẽ như thế này, mình phải có một cái đồng hồ đo đo DC B trừ nè. Hiểu sẽ lấy 5m thôi. Giờ không có khu pin 6S thì Hiểu sẽ lấy 5m. Rồi. Bây giờ điện áp nó còn 19V ha. Bây giờ Hiểu sẽ coi hai trên âm dương của nó là trên nào. Rồi dương là trên ha, dương là trên, âm là dưới. Dương là trên nè. Âm là dưới nè. Đó, bây giờ Hiểu sẽ khởi động cho anh em xem ha. Không qua mạch tại cái khu pin này Hiểu đóng là không có mạch ở trong đây ha. Nè, Hiểu sẽ bóp ha. Vẫn chạy bình thường đúng không? Anh em nhìn cái đồng hồ nè. Anh em sẽ nhìn vô cái hàng là WP là nó là cái chữ viết tắt của gọi là dòng khởi động của máy đó anh em ha. Đó là cái mình chạy với hiệu điện thế là 21V, mà chính xác là 19,86V, mà nó đã lên tới 63 ha. 63 có tương đương có nghĩa là mình phải cần có cái một cái mặt nào mà 63 A trở lên, có cái dòng khởi động 63 A trở lên thì mình mới khởi động được cái máy. Đó là như vậy ha. Cái đó là mới có điện áp 19V ha. Còn nếu mà lên 24, 25, 26V nó lại thay đổi tiếp nha anh em. Nó thay đổi cái dòng xạ trên cái báo trên đây đó, chứ không phải là anh em nghĩ vậy là cái mạch 85A là vừa đúng không? Không có. Đó có nghĩa là anh em sẽ nhìn vào cái đồng hồ này, anh em cũng có thể đoán được là cái mạch người ta bán, cái độ sai số nó bao nhiêu. Mặc dù cái đồng hồ này dộn thì mình lại tính qua cái đồng hồ này cái độ sai số của đồng hồ này là bao nhiêu nữa. Nên là như vậy anh em ha, nên anh em phải hiểu được là như vậy. Đó tại sao mà Hiếu ghim vô 2 trên 5 dương, kể cả ghim 12V nó cũng chạy nữa, mà tại sao mà qua cục pin nó không chạy. Đó thì anh em phải hiểu được là nó là cái mạch nó không đủ dòng khởi động. Rồi thì tiếp tục theo thêm cái phương án thứ hai, thì anh em chỉ cần mua cái con rờ le khởi động ha. Anh em một là ví dụ như cái cục pin này mà còn chỗ rộng ha, anh em đặt cái con rờ le khởi động nó vô ha, nhớ là 24V trở lên và có dòng khởi động là 100A trở lên. Hiếu tin chắc chắn 100% là phải được, có nghĩa là phải khởi động được anh em ha. Đó chứ không phải là không được. Để hiếu đặt về Hiếu cũng đang cánh một cái máy của Hiếu là máy mài anh em. Đó là Hiếu đóng lên 14/4 thôi mà đấu qua 2/5 dương, tại vì cái mạch zin của máy mài nó hư rồi, bây giờ bỏ vô dòng khởi động nó không nổi á. Đó nên là bây giờ Hiếu sẽ đặt cái cục đó về, Hiếu sẽ cấy vô trong cái máy mài góc, rồi Hiếu sẽ làm cái video đó cho anh em xem là thực tế luôn ha. Rồi là anh em cứ nhớ con rờ le, ví dụ như máy anh em 12V mà khởi động không nổi, anh em quất con rờ le vô. Đó là phương án thứ hai, là thích là chế cháo bọc vạch ha, là như vậy thôi. Còn riêng Hiếu thì Hiếu trừ khi mà bí quá thì mới sử dụng đến trường hợp đó thôi, không còn cái gì để thay thế nữa. Mua không có, linh kiện có thì phải làm kiểu đó, còn không á thì bắt buộc là phải lên nguyên zin như thế này nè, xài nó mới sướng anh em ha. Rồi video của Hiếu là tới đây chắc xin kết thúc ha. Chúc anh em thành công ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.